Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo quan niệm về phong thủy học thì cái thời điểm mà mỗi người sinh ra sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó góp phần kiến tạo nên cái tài lộc cũng như là con đường công danh sự nghiệp của người đó về sau này. Và nhiều bậc thầy tử vi phong thủy còn nhận định rằng không cần đi xem bói, chỉ cần dựa vào cái giờ sinh âm lịch thì sẽ có thể biết được thì người đó có số phận giàu nghèo ra sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về giờ sinh để tìm ra những cái quy luật để về tài lộc, và chúng ta sẽ dựa trên những quy luật đó để chúng ta có thể cải tạo được vận mệnh dựa trên cái giờ sinh này đó. Quý vị thân mến, trong cái lá số tử vi thì cũng quy định về số mệnh của mỗi con người chúng ta đóng ở từng cung nào thông qua cái giờ sinh, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ có 12 cung, đúng không ạ? Bắt đầu từ cung mệnh phụ, phúc, điền, quan, nô, di, tật, tài, tử, phu và huynh đệ, phu thê và huynh đệ đó. Thì trên cái lá số tử vi này nó cũng sẽ quy định mỗi cái giờ sinh đóng vào thì nó sẽ quy định những cái cung khác nhau, và từ cung đó chúng ta biết là gì, chúng ta sẽ có xu hướng như thế nào, đúng không ạ? Đầu tiên là những người sinh vào giờ Tý và giờ Ngọ đó. Giờ Tý và giờ Ngọ thì là gì, sẽ có thân mệnh ở đầu cung, tức là gì, cung mệnh, cung thân với cung mệnh là nó sẽ cùng nằm ở một cung. Ví dụ nó thân nằm ở Dậu thì mệnh cũng nằm ở Dậu, đúng không ạ? Mệnh nằm ở Tý thì thân cũng nằm ở Tý, vân vân đó. Tiếp theo, những người sinh vào giờ Sửu và giờ Mùi thì có thân cư phúc đức, đúng không ạ? Thân cư phúc đức thì những người sinh vào giờ Sửu và giờ Mùi thì sẽ có mệnh là thân cư phúc đức. Những người sinh vào giờ Dần và giờ Thân thì có gì, thân cư là thân cư quan lộc. Đấy, những người sinh vào giờ gì, Mão và giờ Dậu thì thân cư thiên di. Và những người sinh vào giờ Thìn và giờ Tuất, Thìn và giờ Tuất thì thân sẽ cư ở tài bạch. Những người sinh vào giờ Tỵ và giờ Hợi thì thân sẽ cư phu với nữ và thân cư thê với nam đó. Thân cư phu hoặc cư thê đó. Và trong lá số tử vi thì cũng sẽ có 12 cung, đúng không? Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Đấy, thì ứng với cái chiều thuận của kim đồng hồ thì bắt đầu sẽ xuất phát từ gì, cung bắt đầu phụ mẫu này, bắt đầu từ cung mệnh này, phụ mẫu, đấy, cung phúc đức, cung điền trạch, cung quan lộc, cung nô bộc, cung thiên di, cung thần ách, cung tài bạch, cũng như là cung tử tức, hoặc là cung phu thê, và cuối cùng là cung huynh đệ đó. Đó là 12 cung. Và ứng với mỗi cung ấy, thì cái khung giờ sinh nó cũng bị ảnh hưởng tốt xấu, và nó quy định ra cái số phận của một con người giàu nghèo như thế nào. Và chúng ta sẽ xét cụ thể từng cái trường hợp như sau. Đầu tiên là những người sinh vào giờ Tý và giờ Ngọ, đúng không ạ? Giờ Tý và giờ Ngọ như tôi vừa nói với quý vị, đúng không ạ? Tý và Ngọ thì tức là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, hoặc là những người sinh vào từ 11 giờ đến 13 giờ chiều đó, thì là những người có thân cư là thân mệnh ở đầu cung, hoặc là thân cư mệnh, hay là gì, thân mệnh đầu cung đó. Đó là những người từ Tý và từ Ngọ. Thì với những người có thân mệnh đầu cung thì trong cái lá số tử vi ấy, trong lá số tử vi mà cung mệnh mà cùng với cung thân là hai khái niệm cực kỳ quan trọng. Mệnh chính là biểu hiện của bên ngoài, và thân chính là cái mà mang cái nội hàm ở bên trong. Luận đoán về mệnh thì chủ yếu là lấy về cung mệnh, nhưng theo thời gian tuổi tác tăng lên ấy, thì ảnh hưởng của cung thân nó dần dần trở nên mạnh mẽ. Và đến 30 đến 35 tuổi thì những người này bắt đầu để cái cung thân bắt đầu phát huy cái tác dụng của cung thân với cái hậu vận của mình về sau. Và với những người này thì thường là lấy bản thân của mình làm trung tâm, thường không muốn là gì, chấp nhận cái ý kiến của người khác, và ý thức nhìn nhận của họ rất là cao. Có điều là vì quá quan trọng bản thân nên là cái phương diện tình cảm thì của những người mà sinh vào giờ Tý và giờ Ngọ thì cũng sẽ không được tốt. Dù vậy thì vẫn phải xét lưu niên vận thế của họ như thế nào, và cái ảnh hưởng của lưu niên, đúng không, đại vận của họ thế nào, tiểu vận của họ thế nào, và chúng ta sẽ xét được thì từng cái thời điểm mà gì, mà những cái người thân mệnh đồng cung này nó tốt xấu ra sao đó. Với những người thân mệnh đồng cung thì có đặc tính là gì, những người khá bộc trực, khá thẳng thắn. Dù họ có mềm lòng đến mấy thì bên ngoài họ vẫn tỏ ra cứng rắn, và đôi khi họ thường đề cao cái tư tưởng, và đôi khi họ thường đề cao cái tư tưởng của chính mình và đề cao cái tôi bản thân quá lớn, và đôi khi họ thường làm ảnh hưởng, làm tổn thương đến những người khác. Cho nên những người có thân mệnh đồng cung ấy, tức là những người sinh vào giờ Tý và giờ Ngọ, thì quý vị cần có sự bao dung, không nên là tự mình làm chủ mà gì, không quan tâm đến cái tình cảm, không quan tâm đến cái khả năng cảm thụ của người khác. Nếu không, cuộc đời của quý vị sẽ có nhiều cái nỗi buồn, nhiều cái sự khúc mắc. Với những người thân mệnh đồng cung thì thường có xu hướng là gì, tin vào cái số trời đã định. Họ không tin vào cái chữ là đức năng thắng số, hay là mưu sự tại thiên, hành sự tại nhân. Cho nên nếu rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn ấy, thì thường họ sẽ nghĩ là gì, người tính không bằng trời tính. Thế nên là gì, họ thường dễ rơi vào cái tình trạng bi quan, dễ rơi vào cái tình trạng chán nản,
Sau đó thường buông tay và bỏ mặc cho số phận. Và họ với cái suy nghĩ là gì? Trời đã định, không thể thay đổi được. Đó, đó là với những người sinh vào giờ Tý và giờ Ngọ, tức là sinh vào từ 23 giờ đến 1 giờ, hoặc là những người sinh vào từ 11 giờ đến 13 giờ trưa. Trường hợp thứ hai chúng ta xét là những người sinh vào giờ Sửu và giờ Mùi. Thì những người sinh vào giờ Sửu ấy thì sinh vào 1 đến 3 giờ sáng, và giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ, 15 giờ chiều. Đấy. Thì những người này ấy, có thân cư là thân cư phúc đức đúng không ạ? Những người sinh vào giờ Sửu và giờ Mùi thì có thân cư phúc đức đúng không ạ? Thân cư phúc đức là những người sinh vào giờ Sửu và giờ Mùi. Đó. Thì với những người mà sinh vào giờ Sửu giờ Mùi ấy, có thân cư phúc đức ấy, thì thường rất giàu tình cảm và họ đặt nặng cái tình nghĩa và cái trách nhiệm với những người xung quanh. Họ cũng ưa cái việc làm từ thiện, việc lễ lộc hay cúng bái, những cái chuyện tâm linh thì những người này là số 1. Và họ hay đảm đương những trọng trách gì lớn về việc cái thờ cúng tổ tiên hay là xây dựng nhà thờ tổ, chăm lo cho mộ phần cũng như là cái việc liên quan đến việc thờ cúng, thì những người này thường là gì? Là những người tiên phong. Mẫu người thân cư phúc đức là những người có tinh thần về gia đình, tinh thần về gia tộc rất là mạnh. Họ thích cuộc sống đại gia đình và giữ được những cái liên hệ mật thiết với tất cả bà con trong dòng họ. Thì đây là mẫu người rất nặng về tình cảm quê hương. Họ thường lớn lên và sống cuộc đời tại nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nếu có đi xa ấy, thì vẫn mong mỏi nhớ về quê hương, gây dựng cái quê hương của mình. Bởi vì những người này khá quan trọng về cái sự hưởng phúc, hưởng thụ cá nhân. Nếu mà những người này mà gặp cái tổ hợp sao không đẹp ấy, hoặc đại vận không đẹp, đại vận xấu ấy, thì có thể trở thành những người mà chú trọng về vật chất trong cái cuộc sống, thiếu đi cái ý chí tiến thủ và không có sự nỗ lực và không có tinh thần phấn đấu. Thậm chí nhiều người còn nghĩ đến cái ỷ lại vào cái chuyện thừa kế cái tài sản của tổ tiên mà sống. Cũng có người thân cư phúc đức mà thành công thì sẽ nâng đỡ cả dòng họ, nâng đỡ cả quê hương mình lên. Đó, như vậy là những người thân cư phúc đức rất quan trọng cái việc cung kính, rất quan trọng cái việc đạo pháp, rất quan trọng cái việc tu dưỡng, tu tâm dưỡng tính và tạo phúc về sau. Những người sinh vào giờ này thì thường có tính ngoan ngoãn, tính khí đặc biệt là hơi trầm mặc và ít nói. Họ thường có tính vô cùng nhẫn nại và gì, họ có nghị lực rất là lớn. Những người này thì họ có thể chịu đựng được mọi cái khổ cực, và nếu mà không đạt được mục tiêu của mình thì họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, và họ tìm mọi cách để đạt được đến cái thành công của mình. Cái mặt trái thì sẽ là thể hiện ra cái khuynh hướng cố chấp bảo thủ và không muốn thay đổi. Hơn nữa nếu mà rơi vào mặt trái thì họ là những người chuyên quyền và độc đoán. Đó, đó là mẫu người thứ hai là sinh vào giờ Sửu giờ Mùi là thân cư phúc đức đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét về những người sinh vào giờ Dần và giờ Thân. Đó, sinh vào giờ Dần và giờ Thân thì có thể thân là thân cư quan lộc đúng không ạ? Thân cư quan lộc. Thân cư quan lộc là sinh vào giờ Dần và giờ Thân, tức là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, và giờ Thân ấy thì từ 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ chiều. Những người có thể thân cư quan lộc hay còn gọi là thân cư quan đúng không ạ? Thì trong cuộc đời của những người này thì những cái suy nghĩ, những cái mưu tính về sự nghiệp và học hành sẽ là cái vấn đề quan trọng nhất ở trên đời. Họ là những người quan trọng về cái sự nghiệp, họ là những người quan trọng về danh tiếng, họ là những người quan trọng địa vị và chức vụ. Họ đặt nặng cái sự nghiệp ưu tiên lên hàng đầu trong cuộc sống, và họ luôn suy tính, luôn suy nghĩ và lên kế hoạch định hướng cho bản thân đi đến cái sự nghiệp và cái sự thành công tốt nhất trong công việc. Những người này thì có những cái kế hoạch thăng tiến rõ ràng ở trong đầu, và họ thích từng bước một chinh phục cái địa vị đến những cái đỉnh cao của danh vọng. Khi còn là nhân viên thì họ cũng là người nhiệt tình và cống hiến hết mình trong cái công việc. Họ là những người có tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng trau dồi, không ngừng học hỏi để đạt được những hiệu quả công việc một cách tốt nhất. Và những người có thân cư quan lộc thì họ là những người có thể ăn ngủ cùng công việc. Họ mang công việc về nhà, hết giờ thì họ vẫn không bao giờ hết việc. Nếu là quản lý thì họ là những người có lý tưởng, họ là những người có hoài bão, những người có đam mê gây dựng nên cái công danh sự nghiệp ở đời. Họ sẽ tạo dựng được giá trị cho xã hội và tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người khác, mang lại cái thanh danh cho gia đình và cho cả dòng họ. Những người có thân cư quan ấy, thường lấy cái thước đo địa vị, chức vụ làm cái thành công cho chính mình, và họ thường dành phần lớn thời gian trong cuộc đời là dành cho cái sự nghiệp của mình. Những người có thân cư quan lộc ấy, thì đều là những người rất hăng say, rất tận tình với công việc và sống chết với công việc mà bản thân mình đã lựa chọn. Nếu mà cung quan mà tốt, gặp nhiều sao tốt, hoặc là gặp cái đại vận tốt, đại vận tiểu vận tốt, thì những người này luận về công danh sự nghiệp thì rất là hiệu quả, và cái sự phát triển của họ ngày một thăng tiến trong công việc. Hiệu quả và cái sự phát triển thăng tiến trong cái công việc sẽ tỷ lệ thuận với công sức mà họ bỏ ra. Những người này thường không mất quá nhiều thời gian và không mất quá nhiều công sức để tìm được những cái công việc, những cái cơ hội làm việc cho mình thực sự mở rộng được cái hiệu quả công việc của họ. Và họ thường sớm đạt được những cái công danh hiển hách và tọa nguyện về sau. Đó, đó là những người sinh vào 3 đến 5 giờ và 15 đến 17 giờ là thân cư quan lộc.
Tiếp theo chúng ta xét đến những người sinh vào 5 đến 7 giờ sáng và 17 đến 19 giờ, 19 giờ giờ tối. Đó là những người sinh vào giờ Mão và giờ Dậu, đúng không? Những người sinh vào một giờ Mão từ 5 đến 7 giờ sáng và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ ấy, thì những người này gọi là có thân cư là thân cư Thiên Di, đúng không? Thân cư Thiên Di. Cung Thiên Di là cung xung chiếu với cung mệnh, đúng không? Chúng ta thấy cung Thiên Di bao giờ cũng xung chiếu với cung mệnh, đúng không? Mệnh ở Dậu thì Thiên Di sẽ ở Mão. Vậy nên là cái cung Thiên Di đại biểu cho cái gì? Cái không gian bên ngoài, đại diện cho cái năng lực và cái địa vị về cái hoạt động xã hội của những người này, đúng không? Người sinh vào giờ Mão từ 5 đến 7 giờ sáng hoặc giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ tối thì duyên ở bên ngoài khá là tốt, giao du rộng và rất giỏi thích ứng với các hoàn cảnh. Do cung thân và cung mệnh là tương xung nên là gì, cái cuộc đời của những người này có nhiều cái biến cố, có nhiều cái thay đổi, nhiều cái biến động lớn. Và họ thường là bận rộn hoặc là vất vả thân và hoặc là tâm, khó được thanh nhàn. Nếu trong trường hợp cung mệnh của mà có nhiều sao xấu mà cung Thiên Di có nhiều cát tinh ấy, thường là những người ly hương và xa xứ thì sẽ phát triển tốt hơn là ở cố hương. Những người mà có thân cư tại Thiên Di ấy, thì là những người mà thích gì, thích hoạt động, thích náo động, thích sôi nổi. Họ thích cuộc sống là gì, phải có sự là xê dịch, không phải là ngồi yên một chỗ. Bởi vậy những người có thân cư Thiên Di thì không phải là những mẫu người mà gì, không phải là mẫu người có gia đình, họ là mẫu người của ngoài xã hội, đúng không ạ? Người mà người ta thường nói là gì, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, hay là gì, việc nhà thì chát và việc chú bác thì siêng. Nếu mà năm mệnh mà sinh vào từ 5 đến 7 giờ sáng hoặc là từ 17 đến 19 giờ, 19 giờ tối thì đừng mong các ông này sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Và những người vợ cũng đừng cứ buồn vì những cái bữa cơm lạnh và canh nguội, bởi vì các ông về trễ vì là phải họp hành hoặc là phải giao lưu bạn bè. Nếu mà nữ mệnh mà thân cư Thiên Di thì cũng đừng mong những người này là những người nội trợ đảm đang, dâu hiền rể thảo. Bởi vì họ là những cái mẫu người mà thích đi lại, là mẫu người của ngoài xã hội, họ thích giao du, thích cuộc sống bên ngoài hơn là cái cuộc sống gia đình. Và với những mẫu người này thì cái những cái sinh hoạt bên ngoài mang lại cho họ nhiều cái niềm vui và nhiều cái sự thích thú hơn là cái công việc của gia đình. Khác với mẫu người thân cư tài bạch, đúng không ạ? Khác với mẫu người thân cư tài bạch, tức là sinh vào giờ Thìn và giờ Tuất, thì những người có thân cư Thiên Di ấy là những người mà của đám đông, của bạn bè, và họ thích hội hè đình đám, thích tụ tập đông người và thích đi lại giao du nhiều hơn. Chứ về phần tiền bạc thì họ cũng là những người mà gì không ham hố cho lắm. Những người thân cư Thiên Di thì thích giao thiệp rộng và thường là những người có năng khiếu trong các lĩnh vực về tổ chức, về ngoại giao. Đó là gì, mẫu người thứ tư là gì, thân cư Thiên Di sinh vào giờ Mão và giờ Dậu từ 5 đến 7 giờ sáng hoặc từ 17 đến 19 giờ, 19 giờ tối. Tiếp theo trường hợp thứ năm chúng ta xét là những người sinh vào giờ Thìn là từ 7 đến 9 giờ sáng, hoặc những người sinh vào giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ tối ấy, thì những người này là có thân cư tài bạch, đúng không? Tức là thân rơi vào cung tài bạch. Thì những người sinh vào giờ Thìn và giờ Tuất thì sẽ có thân cư tài bạch. Thì có người nghĩ rằng nếu mà thân cư quan lộc thì sẽ làm quan, thân cư tài bạch thì sẽ giàu có. Cái cung tài bạch diễn tả cái vấn đề tiền bạc của một người. Có nhiều tiền hay ít tiền thì chỉ cần nhìn vào cung tài bạch là biết, đúng không ạ? Và những người này có tiền nhiều hay ít, hay có tiền sớm hay muộn bằng cách nào chăng nữa, hoặc là họ làm ra tiền sớm hay muộn thì kiếm tiền dễ hay khó, thì đều nhìn vào cái cung tài bạch này để biết được. Đó. Còn với những người mà thân cư tài bạch, nếu mà có cung tài tốt ấy, thì không khác nào là gì, rồng gặp mây, cá gặp nước. Nhưng mà ngược lại, nếu mà những người mà thân cư tài bạch mà gặp cung tài xấu ấy, thì sẽ gì? Bất hạnh, cũng tăng lên gấp đôi. Nói là cái sự trắc trở, nói là cái sự rủi ro về nhiều cái tai nạn, đau khổ và phải bươn trải thật chật vật về cái vấn đề về tiền bạc. Và họ luôn luôn phải nghĩ đến cái vấn đề tiền bạc vì cái sự túng thiếu, rồi thì kiếm 3 thì tiêu 4 hoặc là không giữ được tiền. Một cái cung tài bạch mà tốt ấy, thì cũng cần phải có một cái cung phúc đức tốt. Nói là cái sự phù trì, sự giúp đỡ của tổ tiên, của dòng họ, của ông bà. Đấy. Cái sự thư hưởng với tiền bạc hoặc là tài lộc, hay là cái sự may mắn, đắc thời ấy, thì sẽ nhận được sự phù trì của gia tiên. Phúc xấu thì cũng nói lên tình trạng gì khó khăn và không được thuận lợi, không được sự trợ giúp của âm đức tổ tiên dòng họ. Và những người như vậy ấy, thì họ phải gì tự lực bằng cách là đi trên chính đôi chân của mình. Và dù cho có thành công ấy, thì cũng phải đương đầu với rất nhiều cái vất vả, rất nhiều cái khó khăn, trở ngại, thậm chí là gặp nhiều chuyện hao tán về tài sản và tiền bạc. Và người ta thường nói là gì, đại phú do thiên mà tiểu phú do tiết kiệm. Với những người mà thân cư tài bạc ấy, thì khi mà phúc được tốt và tài cũng được tốt thì dù cái nghề nghiệp của mình ấy không được vang danh đi chăng nữa thì những người này cũng sẽ thành công về cái mặt tiền bạc, và họ là những người kiếm tiền một cách dễ dàng và thuận lợi, và họ sẽ được hưởng cuộc sống là sung túc, no đủ suốt cuộc đời. Đó là những người về thân cư tài bạc. Tiếp theo chúng ta xét đến trường hợp thứ 6 là những người sinh vào giờ Tỵ
và giờ Hợi, đúng không? Giờ Tỵ là từ 9 đến 11 giờ sáng và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ tối. Những người mà sinh vào giờ Tỵ và giờ Hợi thì có sẽ có thân cư là gì? Thân cư là thân cư phu hoặc là thân cư thê. Nếu mà là nam ấy, thì là thân cư thê, mà nữ là nam thân cư phu, đúng không ạ? Những mẫu người thân cư phu hay là thân cư thê ấy, thì có nét đặc biệt là gì? Nếu là nữ ấy, nữ cư phu ấy thì khá là nam tính. Họ là những người mạnh mẽ, họ là những người tự lập và những người quyết đoán. Nếu phụ nữ mà sinh vào gì 9 đến 11 giờ sáng hoặc là gì 21 giờ đến 23 giờ tối thì họ là những người có cá tính khá là nam tính, khá là mạnh mẽ và tự lập. Ngược lại, nếu mà là nam ấy, mà sinh vào 20 giờ này, giờ Tỵ và giờ Hợi thì là những người thân cư thê thì có sự xu hướng là cư xử nhẹ nhàng, nhạy cảm và nữ tính và tinh tế. Họ rất là những người rất tinh tế. Và chúng ta thấy là đa phần những người mà doanh nhân nữ thành đạt ấy, thì đều có cá tính là rắn giỏi, quyết liệt như những người đàn ông, theo đúng cái chất của người đàn ông. Bên cạnh đó thì cái đảm đang là cũng là cái thiên chức của họ, họ là những người vợ, người mẹ tuyệt vời. Vì thế nữ mà có thân cư phu ấy, thì thường là những người có gì, có cách cục vượng phu ích tử. Nếu mà lấy được những người này thì rất là tốt. Trong thâm tâm thì những mẫu người này luôn đặt cái tình cảm, tình yêu gia đình là số 1. Họ sẵn sàng cùng chồng cùng con thì đồng cam cộng khổ, yêu thương chồng con hết mực và gia đình của họ đối với họ là số 1, còn quan trọng hơn cả bản thân. Nữ mệnh mà có thân cư phu ấy, thì dù là gặp người đàn ông khác giàu có hơn, khá giả hơn, thì họ vẫn chỉ một mực hướng về cái tổ gia đình của mình. Tiền bạc và địa vị thì không bao giờ làm mờ mắt được họ. Tuy nhiên thì những người này hay đặt quá nhiều cái tâm sức cho cái tình cảm, và họ cũng mong muốn nhận lại y như vậy. Nếu như mà cung phúc và cung phu tốt thì là thật là may. Nhưng mà đời không phải là gì lúc nào thì cũng cho đi bao nhiêu mà nhận được bấy nhiêu. Khi nhân duyên mà không được như cái kỳ vọng ấy, thì họ dễ chán nản và thất vọng, đánh mất đi cái bản thân. Lời khuyên cho những mẫu người này là gì? Chính là cái học cách cân bằng những cái điều quan trọng trong cuộc sống, và học cách chăm lo cho bản thân nhiều hơn một chút, không quá đặt nặng cái chuyện tình cảm, và không nên lúc nào cũng quá tập trung vào cái công phu mà gì không phát huy được cái tốt đẹp, cái bản lĩnh của bản thân. Quý vị cũng cần biết cân bằng trên cái lá số của mình và cân bằng cái cuộc sống của mình. Và nam giới có được người vợ thân cư phu ấy thì cũng nên biết trân trọng, vì họ biết rằng đối phương của mình ấy, đã vì mình mà phải hy sinh đi những cái gì mà họ có được đó. Quý vị thân mến, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái khung giờ, đúng không? Những người sinh vào giờ Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thì sẽ gì có cuộc sống như thế nào, cái bản chất của họ như thế nào và làm thế nào để cải thiện vận mệnh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.